Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh Đời AI, cộng đồng chuyên chia sẻ về các sản audio, các sản drop body, các sản AO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sản giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cùng để tiếp tục những sản mình nhất là mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án Musi NFT. Tham gia dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link dưới mô tả video, sau đó các bạn nút start để chat reward, tiếp theo chúng ta nút share drop. Các bạn được cho group Telegram channel như đầu tiên. Follow Twitter, Instagram, Medium, Discord. Nói chung các bạn mở tất cả những mạng xã hội đó đây. Joking Arop, King Arop Star, của Twitter Arop Star. Ta mở cái Discord này. Ok, rồi bây giờ trên kênh Twitter ta follow copy name của Musi NFT. Lúc tweet này. Follow trên Twitter chúng ta tìm đến bài đăng về dự án Musi NFT này, Navitip. Bạn mở profile ra. Giờ các bạn nút đăng ký bên này. Để hỏi camera mình sẽ chọn hình ảnh của một cái cảnh mình quay nhé, để email này. Phần địa chỉ ví các bạn dùng ví ETH ở trên chất Wallet hoặc MetaMask, chúng ta copy phần địa chỉ ví ETH, sau đó các bạn quay trở lại cầm paste vào. Các bạn copy phần Twitter link profile chúng ta đó, chúng ta paste vào đây. Retweet link chúng ta chọn tweet Daphne. Kéo xuống dưới tìm đến bài đăng có gắn username Musi NFT, copy phần profile link và paste vào đây. Chọn I have a joy. Instagram chúng ta ấn vào phần avatar, ấn vào profile, copy phần profile và paste phần profile của Instagram phía dưới đây. Chọn I have a joy. Medium chúng ta ấn vào avatar, ấn phần new name, copy phần profile về đây. Discord ta chọn I have a joy. Điền new name Discord chúng ta copy phần new name, ấn vào new name, paste đây. Chọn I have a joy. Chọn I have a joy. Ta join một trong ba group, ở đây mình đã join group thứ ba nhé. Ta chọn đô là xong. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án Musi NFT. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin chào các bạn trong video tiếp theo.